Và sau đây chúng tôi xin phép giới thiệu tới bà con một loại sản phẩm thuốc trừ bệnh đang được rất nhiều nhà nông tin dùng để có thể bảo vệ cây trồng khỏi các bệnh gây hại phổ biến, đó chính là thuốc trừ bệnh Mocabi SL. Không chỉ đơn thuần là một loại thuốc bảo vệ thực vật mà nó còn là một giải pháp toàn diện và hiệu quả cao cho nền nông nghiệp bền vững của nước ta. Đây là một loại thuốc trừ bệnh chuyên tiêu diệt các bệnh như sưng rễ, héo vàng trên bắp cải và cây cà chua, thậm chí là thối gốc và thối lá trên cây hành tây, vàng lá và lem lép hạt trên cây lúa, thối gốc trên hồ tiêu, nấm hồng trên cây cao su của quý bà con. Khi mà quý bà con dùng thì lượng dùng sẽ là 15ml, 10 đến 16 lít nước tùy bệnh trạng và cây trồng. Bà con sẽ phun ít hoặc nhiều nha và quý bà con. Quý bà con nào mà chúng ta mà muốn mua, chúng ta có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để được tư vấn và mua hàng chính hãng. Hoặc bà con cũng có thể truy cập vào website thisuonghuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm hoặc một số sản phẩm tương tự khác.